Giá heo hơi hôm nay 25 tháng 8 giao dịch ổn định. Nhìn chung, giá heo hơi tuần qua điều chỉnh trái chiều 1.000, 2.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại miền Bắc. Thị trường heo hơi tại miền Bắc, giá thu mua tăng giảm trái chiều 1.000 đồng 1 kg, thu mua trong khoảng 64.000, 66.000 đồng 1 kg. Theo đó, sau khi giảm 1.000 đồng 1 kg, heo hơi ở Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang đang cùng giao dịch với giá 65.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, hai tỉnh Thái Bình và Hà Nam cùng tăng 1.000 đồng 1 kg lên 66.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên, theo ghi nhận, giá heo ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên tăng nhẹ ở một vài nơi, giao dịch trong khoảng 61.000, 65.000 đồng 1 kg. Chi tiết, Thương lái ở Quảng Trị và Đắk Lắk đang cùng thu mua heo hơi với giá 62.000 đồng 1 kg, sau khi tăng 1.000 đồng 1 kg. Cùng mức tăng trên, hai tỉnh Bình Thuận và Thanh Hóa lần lượt điều chỉnh giao dịch lên mức tương ứng 63.000 đồng 1 kg và 65.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại miền Nam Giá giao dịch heo hơi ở khu vực miền Nam tăng từ 1.000, 2.000 đồng 1 kg, giao động trong khoảng 62.000. 64.000 đồng 1 kg, trong đó, thương lái ở Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, An Giang và Cần Thơ đang thu mua heo hơi với giá 63.000, 64.000 đồng 1 kg. Hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long cùng tăng 2.000 đồng 1 kg trong tuần qua, hiện đang neo giá heo hơi ở mức 63.000 đồng 1 kg. Thông tin mang tính tham khảo